Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì lại quay trở lại với video thứ 6, thực hành thứ 6 trong chuỗi 21 ngày thực hành chuyển hóa thân tâm trí. Và ngày hôm nay thì đây là một cái nội dung vô cùng đặc biệt. Và cái nội dung này thì Thùy đã ứng dụng và thực hành xuyên suốt trong hơn một năm qua. Và Thùy cũng có một cái cộng đồng, một cái group riêng để dành thực hành riêng với cái chủ đề này. Đó là chủ đề về biết ơn. Và chúng ta hãy biết ơn tất cả những cái gì mà chúng ta đang có. Cái biết ơn ấy, cái việc mà thực hành lòng biết ơn đó là một trong những cách mà tốt nhất giúp chúng ta có được cái sự hạnh phúc. Có một cái câu rất là nổi, có câu rất là hay ở trong cái cuốn Rửa Magic, cái cuốn phép màu ấy. Nếu như anh chị nào mà thực hành lòng biết ơn thì chúng ta cũng đã biết cái cuốn sách này. Đây cũng là một trong những cuốn sách mà Thùy chia sẻ để hướng dẫn các anh chị trong group và trong cộng đồng của Thùy thực hành trong suốt cái thời gian vừa qua, và có rất là nhiều những kết quả thay đổi rất là bất ngờ. Nếu như không muốn nói là nó rất là vi diệu, rất là tuyệt vời luôn. Nó là người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta hoặc cô ta có sẽ bị tước đi. Có nghĩa là sao ạ? Trong cuộc sống của chúng ta đang nhận rất là nhiều thứ, nhưng đâu đó thì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái sự đương nhiên. Đó là một cái gì mà đương nhiên là chúng ta phải có, và chúng ta không hề có một cái sự biết ơn đối với nó. Và nếu như mà chúng ta không có sự biết ơn với tất cả những cái gì mà chúng ta đang có thì cái điều đó nó sẽ bị hao hụt dần trong cuộc sống chúng ta. Đây là một trong những cái quy luật vô cùng hay của luật hấp dẫn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về luật hấp dẫn để các bạn hiểu hơn về cái điều này. Trong giới hạn khuôn khổ của video này thì Thùy sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lợi ích về cái việc mà mình sử dụng lòng biết ơn như thế nào. Bởi vì thông thường ấy là chúng ta thường tập trung vào những cái gì mà chúng ta thiếu. Thường tập trung vào cái sự thiếu thốn, và chúng ta thường tập trung quá nhiều về những cái điều mà chúng ta không mong muốn. Và cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta không có được những cái thứ mà chúng ta muốn có. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà mình phát ra những cái suy nghĩ, những cái tín hiệu như vậy ấy, thì vũ trụ hiểu rằng ấy là khó khăn thì cho thêm khó khăn, thiếu thốn thì cho thêm thiếu thốn, đúng không ạ? Không mong muốn thì sẽ cho thêm cái sự không mong muốn. Đây là một quy luật hấp dẫn của vũ trụ. Và đôi khi là chúng ta cứ suy nghĩ là ồ, tại sao cái điều này nó cứ tới với mình, nó cứ xảy tới với mình như vậy, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cái sự thiếu thốn này hay là những điều mà chúng ta không mong muốn ấy, nó cứ xảy đến với chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng vì chính cái suy nghĩ của chúng ta tạo nên cái điều đó. Chính những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của chúng ta đã thu hút thêm những điều đó về với mình. Chứ không có ai là cái người mà tự nhiên mang tới cho chúng ta cái điều đó cả, là do chúng ta tự thu hút cái điều đó về. Vậy thì ấy, khi mà mình biết ơn những cái gì mà mình đang có ấy, dù là nó nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhận lại nhiều hơn những điều đó. Thì lấy ví dụ này, ví dụ như là khi các bạn biết ơn và các bạn cực kỳ là trân trọng những người thân trong gia đình của mình, cái người chồng của mình, hay cái người vợ của mình, hay những đứa con của mình, thì các bạn sẽ cảm nhận được rất là sâu sắc cái tình yêu thương mà họ dành lại cho các bạn, cái niềm vui, cái sự trân trọng mà họ dành lại cho các bạn, nó rất là nhiều. Và khi mà các bạn trân trọng những cái mối quan hệ như vậy thì những cái mối quan hệ khác tương tự chất lượng như vậy nó cũng sẽ đến với các bạn. Đó là quy luật, các bạn tin hay không tin thì nó vẫn đang diễn ra như vậy. Vậy nên là chúng ta, tại sao đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải biết ơn nhiều hơn tới những gì mà chúng ta đang có, cho dù đó là một cái thứ nhỏ nhặt nhất, đúng không ạ? Trong cái phần này, cái bài này nó khá là dài, cho nên là cái phần này ngày hôm nay thì Thùy sẽ xin phép là sẽ được đọc cho các bạn nghe cái nội dung mà Thùy đã có sự tổng hợp từ những cái tài liệu khác nhau để cho các bạn hình dung, các bạn hiểu hơn là bây giờ mình thực hành cái lòng biết ơn thì mình thực hành như thế nào, và mình bắt đầu như thế nào, mình biết ơn những cái gì. Vì nhiều khi ấy, Thùy chia sẻ là có rất là nhiều anh chị hoặc những cái bạn mà mới bắt đầu thực hành cái lòng biết ơn, mình không biết là mình phải biết ơn cái gì, mình chưa hình dung và mình chưa tưởng tượng ra. Thì ngày hôm nay Thùy sẽ hướng dẫn cụ thể, Thùy sẽ đọc cho các bạn nghe cái phần này, và các bạn chỉ cần làm theo như vậy thôi, mỗi một ngày đều đặn như vậy, thì các bạn sẽ giúp nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình trở thành một cái lối sống, đúng không ạ? Khi mà bạn biết ơn những cái gì bạn đang có, dù chúng nhỏ nhặt đến đâu, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn những điều đó. Nếu cảm thấy biết ơn vì số tiền mình đang có, dù chỉ một khoản nhỏ, bạn sẽ nhận lại nhiều tiền hơn.
Nếu cảm thấy biết ơn vì một mối quan hệ, dù vẫn chưa hoàn hảo, mối quan hệ ấy sẽ dần tốt lên. Nếu biết ơn công việc bạn đang có, dù đó không phải là công việc bạn mơ ước, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai. Lòng biết ơn bắt nguồn từ hai từ đơn giản, cảm ơn. Nhưng bạn phải thấy biết ơn bằng cả con tim mình. À, cái phần này Thùy sẽ giải thích cho các bạn một chút nha. Tại sao là mình phải biết ơn bằng cả con tim mình? Bởi vì nếu như khi các bạn thực tập cái bài tập này và các bạn viết ra những cái điều các bạn biết ơn nhưng viết nó một cách vô thức và không có cái sự kết nối sâu sắc thì cái lòng biết ơn của bạn cũng không có giá trị, không có tác dụng. Các bạn hình dung như điều này không ạ? Mình phải viết ra những cái điều mà mình biết ơn, mình nói ra những điều mà mình biết ơn một cách thật sự là tỉnh thức, lý do tại sao mình biết ơn nó. Ví dụ như ngày hôm nay, khi mà các bạn bắt đầu một bữa ăn, các bạn biết ơn vì mình có thức ăn, mình có nước uống, thì đó là một cái điều biết ơn rất là đơn giản thôi. Nhưng để kết nối sâu sắc hơn nữa cái sự biết ơn của mình thì các bạn cần phải biết ơn tới những cái người đã cung cấp cái thức ăn, cái nước uống đó cho các bạn. Đã biết bao nhiêu người phải trải qua bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu giai đoạn thì cái thức ăn, cái nước uống đó, cái bát cơm đó, cái đĩa rau đó, cái đĩa thịt hay đĩa cá đó mới đến được tay các bạn. Thì các bạn có cần phải biết ơn những người mà đã giúp cho các bạn có được bữa ăn đó không ạ? Những người mà sản xuất ra gạo, những người mà sản xuất ra rau, những cái công ty, những cái siêu thị, những cái chợ mà cung cấp cái sản phẩm đó cho các bạn để các bạn có được bữa ăn. Có nghĩa là khi mà mình biết ơn mình phải viết ra thật sâu sắc cái lý do tại sao mình cần phải biết ơn cái điều đó. Thì nó mới giúp cho các bạn kết nối được từ bên trong cái trái tim của mình được. Còn nếu như mình chỉ viết ra mình biết ơn để mà biết ơn thôi ấy, thì cái điều biết ơn này nó không có tác dụng gì hết đâu nha các bạn. Các bạn rất là ý cho Thùy cái điều này nha. Rồi tiếp theo này. Khi một điều tốt đẹp xảy ra với bạn, hãy cảm ơn. Bất luận chuyện đó nhỏ nhặt như thế nào, hãy cứ nói cảm ơn. Khi bạn có được chỗ đậu xe tốt, khi nghe bài thích, khi nghe bài hát mình thích trên radio, gặp được đèn xanh tại ngã tư, hoặc tìm được chỗ ngồi trên xe buýt, hãy nói cảm ơn. Tất cả đều là những điều tốt đẹp bạn đang nhận được từ cuộc sống. Cảm ơn những cái giác quan của bạn. Đôi mắt để thấy, đôi tai giúp bạn nghe, chiếc miệng giúp bạn có thể nếm được thức ăn, chiếc mũi giúp bạn có thể để ngửi được những cái mùi hương xung quanh cuộc sống của mình, và làn da để cảm nhận. Cảm ơn đôi chân giúp bạn đi lại, đôi tay giúp bạn làm gần như mọi việc, giọng nói giúp bạn bày tỏ chính mình và kết nối với người khác. Cảm ơn hệ miễn dịch diệu kỳ của cơ thể giúp bạn khỏe mạnh và chữa trị cho bạn, và mọi cơ quan đã cấu tạo nên cơ thể hoàn hảo của bạn giúp bạn duy trì sự sống. Cảm ơn sự kỳ diệu của trí óc con người. Một cỗ máy mà không có một cái công nghệ, một cái máy tính nào trên thế giới có thể thay thế được nó. Cơ thể bạn là một công trình tuyệt vời nhất của thế giới, và bạn là một phép màu. Hãy biết ơn tất cả những điều đó. Cảm ơn ngôi nhà bạn đang có. Cảm ơn gia đình, bạn bè, công việc và cả những con thú cưng mà bạn nuôi trong nhà. Hãy cảm ơn mặt trời. Cảm ơn những giọt nước mà bạn uống, thức ăn mà bạn ăn và không khí mà bạn đang hít thở. Không có những điều này, chắc chắn bạn sẽ không thể nào tồn tại. Cảm ơn cây cối, chim muông, đại dương, chim chóc, hoa cỏ và cây lá. Cảm ơn trời xanh, những cơn mưa, các vì tinh tú, mặt trăng và hành tinh tuyệt vời của chúng ta. Cảm ơn những phương tiện giao thông bạn sử dụng hàng ngày. Cảm ơn những công ty vẫn thường cung cấp các dịch vụ cần thiết giúp bạn có cuộc sống tiện nghi. Ví dụ như là công ty cung cấp nước cho các bạn sử dụng hàng ngày, công ty cung cấp điện, các cái chợ, các cái siêu thị, rồi các công ty giao nhận hàng. Bạn thông thường ấy là khi mà chúng ta thường là sẽ chỉ quan tâm và biết ơn tới những cái gì mà khi mà chúng ta đang dần đánh mất đi nó, thì chúng ta quay lại, chúng ta cảm thấy là chúng ta trân trọng và chúng ta biết ơn những điều đó. Nhưng ngày hôm nay khi thực tập cái bài tập này thì các bạn hãy thay đổi cái điều đó nha. Các bạn có biết ơn cái sức khỏe của mình khi nó vẫn còn đang tốt không ạ? Hay là chỉ khi mà
các bạn chú ý đến sức khỏe của mình mỗi khi mình bị bệnh hoặc là mình bị tổn thương thôi. Và các bạn có cảm thấy biết ơn một cái giấc ngủ ngon của mình hay không? Hay chỉ khi mà các bạn không ngủ được thì mới các bạn mới trân trọng cái giấc ngủ của mình? Hoặc là các bạn có biết ơn những mối quan hệ tốt đẹp mà mình đang có hay không? Hay là khi cái mối quan hệ đó có vấn đề thì các bạn mới quan tâm và các bạn mới trân trọng nó, đúng không ạ? Và các bạn có biết ơn cái dòng điện mà khi mà các bạn sử dụng đồ điện, đồ gia dụng, hay là những khi là các bạn bật cái công tắc đèn lên hay không? Hay là chỉ khi mà các bạn bị mất điện, khi chúng ta bị mất điện không có điện dùng thì chúng ta mới biết ơn cái dòng điện mà chúng ta đang sử dụng. Và bạn có thực sự biết ơn, đã bao giờ bạn biết ơn vì bạn đang được sống hay chưa? Bởi vì bạn đang được sống, đó là một món quà, đó là một cái đặc ân mà cuộc sống này dành tặng cho bạn. Bạn đã biết ơn nó hay chưa? Nếu như chưa thì các bạn hãy thực tập cái bài tập thực hành này thật là tốt nha. Và như lúc nãy thì có nói với các bạn ấy, khi mà các bạn biết ơn thì các bạn hãy biết ơn bằng tất cả cái trái tim của mình, bằng tất cả những cái gì mà sâu thẳm, sâu sắc nhất bên trong mình, kết nối với tất cả những cái thứ mà các bạn biết ơn, bằng cách là viết ra hàng ngày những cái điều mà các bạn biết ơn, lý do tại sao các bạn biết ơn nó. Ví dụ như ngày hôm nay ai đó mỉm cười với các bạn, các bạn bước chân vào thang máy, ai đó mỉm cười với các bạn, hãy biết ơn điều đó. Hoặc là ngày hôm nay ai đó mở giúp các bạn một cánh cửa, chú bảo vệ mở giúp cho bạn một cánh cửa để các bạn có thể là đi ra một cách dễ dàng, hãy biết ơn những điều đó. Hãy biết ơn những điều thật là nhỏ nhặt. Từ những điều nhỏ nhặt đó thì chúng ta mới kết nối, có sự kết nối sâu sắc dần dần với tất cả những gì mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta thực hành cái bài tập này ấy, thì khi mà chia sẻ cho các anh chị trong cộng đồng, trong group của Thùy, thì Thùy vẫn thường nói rằng cái lòng biết ơn khi mà chúng ta thực hành, chúng ta không hề mất một điều gì cả. Chúng ta không mất gì hết khi chúng ta làm cái bài tập này. Và thậm chí mà chúng ta còn được hơn rất là nhiều. Nó còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu ở trên cái thế giới này. Và trong một cái chương trình học mà Thùy được học ấy, thì cái lòng biết ơn là cái level cao nhất trong cái khóa đào tạo đó. Nếu như các bạn thực hành rồi, khi các bạn thực hành, các bạn có kết quả, các bạn cảm nhận được cái sự chuyển biến từ bên trong và bản thân mình, từ những thứ xung quanh cuộc sống của mình, thì các bạn sẽ hiểu được tại sao lòng biết ơn nó lại là một cái thứ thiêng liêng như vậy, nó lại là một cái điều kỳ diệu như vậy. Và có hẳn một cái cuốn sách về phép màu của lòng biết ơn, và các bạn hoàn toàn có thể là mua cuốn sách này về để các bạn thực hiện. Và có một cách nữa dễ dàng hơn cho các bạn để các bạn thực tập nó thành một cái thói quen, là các bạn hãy mua cho mình một cái hòn đá biết ơn. Và cái hòn đá biết ơn này các bạn hãy mang theo nó bất kỳ các bạn đi tới đâu, bất kỳ lúc nào. Khi có một điều gì đó các bạn cảm thấy là mình biết ơn, hãy lấy hòn đá đó ra. Và các bạn, cái hòn đá đó nhỏ thôi các bạn nha, mà các bạn có thể nắm vừa cái lòng bàn tay của mình. Các bạn cầm cái hòn đá đó và các bạn nói lên cái điều mà mình biết ơn với cái hòn đá đó. Cái hòn đá đó được gọi là hòn đá biết ơn. Và trước khi đi ngủ, các bạn cũng cầm hòn đá nó và thể hiện cái sự biết ơn của mình với tất cả những cái điều mà các bạn muốn gửi cái sự biết ơn của mình ở trong đó. Những cái thứ mà mình đang có, những cái thứ mà mình cho đi, những cái thứ mà mình nhận được trong cuộc sống này, các bạn hãy gửi vào đó, cầm hòn đá. Thì cái điều này sẽ giúp cho các bạn có một cái giấc ngủ thực sự rất là ngon. Nó cũng sẽ tương tự gần giống như cái bài tập thực hành đầu tiên mà Thùy gửi tới các bạn trong cái chuỗi video này. Nó sẽ giúp cho các bạn đi ngủ với lòng biết ơn. Và cái tác dụng của nó thì vô cùng tuyệt vời, vô cùng kỳ diệu. Các bạn hãy thực hành đi và cảm nhận cái điều đó. Và Thùy vẫn nói với các bạn rằng đừng tin lời Thùy nói, đừng tin những trải nghiệm của Thùy, cũng như đừng tin những gì mà Thùy chia sẻ, đừng tin những gì Thùy nói. Hãy thực hành, có kết quả cho riêng mình, và biến cái kết quả đó thành chân lý riêng của các bạn. Và cái chân lý đó chính là cái đức tin, là cái niềm tin mà các bạn cần phải tin vào, được không ạ? Đó là cái phần bài tập thực hành của ngày thứ 6. Và chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều, đổ đầy thật nhiều cái lòng biết ơn của mình vào cuộc sống, vào những gì bạn đang có, vào những gì bạn đang nhận, vào những gì mà bạn đang cho đi trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại.